Chào mừng quý vị đang theo dõi bản tin trên kênh Thời sự Nhanh, kênh thông tin kiến thức hàng đầu Việt Nam. Chúng tôi rất vui mừng khi được truyền tải tới quý vị những thông tin nóng hổi trong ngày. Đừng rời mắt khỏi màn hình và sau đây là phần điểm tin chính. Quý vị và các bạn thân mến, tại kỳ họp thứ 3 khóa 15, Quốc hội đã thông qua nghị quyết bãi nhiệm đại biểu Quốc hội, phê chuẩn đề nghị cách chức Bộ trưởng Bộ Y tế đối với ông Nguyễn Thanh Long. Quốc hội khẳng định, ông Nguyễn Thanh Long thuộc đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Long đã vi phạm tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, không còn xứng đáng với sự tín nhiệm của nhân dân, bị Quốc hội hoặc cử tri bãi nhiệm. Theo khoản 2 điều 7 Hiến pháp năm 2013, khoản 2 điều 4 Luật Tổ chức Quốc hội năm 2014. Cùng trong ngày 7 tháng 6, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội đã họp thống nhất biểu quyết về đề nghị của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ năm 2021 đến năm 2026 bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ năm 2021 đến năm 2026 và bãi nhiệm tư cách đại biểu của Hội và bãi nhiệm tư cách đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đối với ông Chu Ngọc Anh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Bí thư Ban cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ năm 2021 đến năm 2026. Chỉ trong vòng 2 ngày, hai ông Nguyễn Thanh Long và Chu Ngọc Anh đã bị khai trừ ra khỏi Đảng, xử lý kỷ luật về mặt hành chính, bị khởi tố tạm giam. Có thể nói, công tác xử lý kỷ luật Đảng được triển khai thống nhất, đồng bộ với xử lý kỷ luật của Đảng. Kỷ luật về hành chính, tư pháp thực hiện khẩn trương, dứt điểm, đúng người, đúng tội. Tiếp đó, Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam nhiều lãnh đạo của Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Y tế do các sai phạm trong vụ Việt Á. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an xác định, ông Chu Ngọc Anh, ông Phạm Công Tạc có hành vi vi phạm quy định của pháp luật trong việc giao, quản lý, sử dụng đề tài khoa học và công nghệ cấp quốc gia nghiên cứu, chế tạo kit xét nghiệm COVID-19, gây thất thoát, lãng phí tài sản nhà nước, đã phạm vào tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Quy định tại khoản 3 điều 219 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Còn đối với ông Nguyễn Thanh Long, nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế, Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Bộ Công an xác định là có hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn, làm trái các quy định của pháp luật trong việc cấp số đăng ký lưu hành, hiệp thương giá và kiểm tra giá hiệp thương, kit xét nghiệm COVID-19, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng tài sản nhà nước, đã phạm vào tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, quy định tại khoản 3 điều 356 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Song song với các sai phạm của cán bộ lãnh đạo cao cấp, ngay từ tháng 12 năm 2021 đến nay, hàng loạt lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC, nhiều bệnh viện đã bị khởi tố, bắt giam vì nhận tiền liên quan đến Việt Á. Điển hình, ông Phạm Duy Tuyến, cựu giám đốc CDC tỉnh Hải Dương, nhận hoa hồng lên tới gần 30 tỷ đồng. Ông Trần Gia Phú, cựu giám đốc Trung tâm Xét nghiệm, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, nhận hơn 2 tỷ đồng. Giám đốc CDC Nam Định Đỗ Đức Lưu và một số cán bộ CDC tỉnh Bình Định và một số cán bộ CDC tỉnh Nam Định nhận được hơn 3 triệu đồng. Điều đáng lên án, tất cả những người bị khởi tố bắt giam trước đó đều khẳng định rằng không nhận một đồng hoa hồng nào từ Việt Á. Chỉ trong vòng 6 tháng, cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam trên 60 người là lãnh đạo, cán bộ của Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Y tế, CDC, bệnh viện ở hàng loạt địa phương phong tỏa, kê biên, ăn thu hồi trước hơn 1.600 tỷ đồng. Mới đây nhất, ngày 23 tháng 6, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã ra quyết định hủy bỏ quyết định tặng thưởng huân chương lao động hạng 3 đối với Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Nam. Đối với Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á do vi phạm pháp luật nghiêm trọng, gây dư luận xấu trong xã hội. Sau đó, ngày 24 tháng 6, Bộ Y tế đã ban hành quyết định về việc thu hồi số đăng ký lưu hành trang thiết bị đối với Bộ Trang thiết bị Y tế chẩn đoán in vitro phát hiện SARS-CoV-2, IVA SARS-CoV-2, OneSTRT, RT-PCR kit của Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á, đập tan luận điệu xuyên tạc. Qua việc xử lý các cá nhân, tổ chức vi phạm liên quan vụ Việt Á thời gian qua, hàng loạt thông tin được làm sáng tỏ, công khai, minh bạch. Tuy nhiên, một số tổ chức phân công đã phát hiện luận điệu xuyên tạc, kích động, gây hoang mang dư luận, chống phá lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Với cách suy diễn mập mờ, quy chụp, chúng cố tình tung tin đồn thất thiệt, gièm pha, bôi nhọ nhằm làm suy giảm niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Tuy nhiên, việc xử lý người, đúng tội đối với từng cá nhân, tổ chức liên quan trong vụ Việt Á, như Học viện Quân y, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Y tế, CDC, bệnh viện và các cơ sở y tế, cho thấy những luận điệu xuyên tạc đó là vô căn cứ. Với tinh thần thượng tôn pháp luật, sai phạm của từng cá nhân, tổ chức chắc chắn sẽ được
chắc chắn sẽ bị xử đúng người, đúng tội. Bất kỳ tổ chức cá nhân nào có hành vi gây hại cho nhân dân, đất nước đều bị xử lý xứng đáng. Như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng nói, thật đau xót nhưng không thể một không làm của Đảng có cách nào khác. Thật đau xót nhưng không thể không làm, không có cách nào khác. Tất cả là vì sự nghiệp chung của Đảng, của đất nước, của nhân dân. Cũng chính việc xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân vi phạm càng củng cố và tăng cường thêm niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý điều hành của nhà nước và cuộc đấu tranh đẩy lùi tham nhũng tiêu cực. Tình trạng thiếu thuốc, thiết bị được tháo gỡ, nhiều bệnh viện đã hoạt động bình thường. Thưa quý vị, Bộ Y tế đã cung cấp thông tin về các giải pháp tháo gỡ tình trạng thiếu thuốc, trang thiết bị y tế cục bộ tại một số cơ sở y tế công lập đã được phản ánh trong thời gian qua. Theo Bộ Y tế, nhiều giải pháp đồng bộ đã được triển khai nhằm tháo gỡ khó khăn để sớm giải quyết dứt điểm tình trạng này. Quốc hội đã thông qua luật khám bệnh chữa bệnh sửa đổi số ngày 15 năm 2023, QH15. Trong đó có nhiều nội dung liên quan tới đổi mới cơ chế tài chính khắc phục những hạn chế, bất cập của các cơ sở y tế thời gian qua. Luật sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2024. Quốc hội đã ban hành nghị quyết số 80 năm 2023, QH15, cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực trong giai đoạn từ ngày 1 tháng 1 năm 2023 đến ngày 31 tháng 12 năm 2024, được tiếp tục sử dụng từ ngày hết hiệu lực đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2024. Nhờ vậy, ngay trong tháng 2 năm 2023, Bộ Y tế đã gia hạn giấy phép lưu hành của gần 10.000 thuốc, đảm bảo nguồn cung, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp cung ứng thuốc trên thị trường. Chính phủ đã ban hành nghị quyết số 114 NQCP về việc đảm bảo thuốc, trang thiết bị y tế và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế. Thủ tướng Chính phủ ban hành hai công điện về việc đảm bảo thuốc, trang thiết bị y tế để phục vụ công tác khám chữa bệnh. Đầu tháng 3 năm 2023, Bộ Y tế đã tham mưu trình Chính phủ ban hành nghị quyết số 07 và nghị quyết số 30 đã giải quyết những vướng mắc liên quan đến giấy phép nhập khẩu, số đăng ký lưu hành trang thiết bị y tế, đẩy mạnh việc cấp số đăng ký lưu hành trang thiết bị y tế và tháo gỡ khó khăn trong thu hồi số lưu hành và xử lý trang thiết bị y tế bị thu hồi số lưu hành, sửa đổi quy định về xuất nhập khẩu và tam nhập, tái xuất trang thiết bị y tế, sửa đổi quy định về giải quyết vướng mắc bất cập từ thực tiễn và kê khai giá. Nghị định 07 và nghị quyết 30 đã cơ bản tháo gỡ những vướng mắc khó khăn của các cơ sở y tế. Bộ Y tế cũng đã sửa đổi, bổ sung, ban hành theo thẩm quyền các văn bản nhằm tháo gỡ những quy định bất cập trong mua sắm đấu thầu. Cùng với đó, tiếp tục hoàn thiện thể chế, các cơ chế chính sách, sửa đổi luật dược năm 2016, sửa đổi nghị định số 146 năm 2018, NĐ-CP về hướng dẫn luật bảo hiểm y tế. Bên cạnh đó, Bộ Y tế phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư sửa đổi luật đấu thầu và các thông tư, nghị quyết có liên quan, nhiều nút thắt đã được tháo gỡ. Bộ Y tế đã quyết định triển khai nhiều giải pháp nhằm tăng cường xử lý giải quyết việc đăng ký lưu hành, qua hạn đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu vật phẩm thuốc, đẩy nhanh tiến độ cấp, gia hạn giấy đăng ký lưu hành theo quy định tại luật dược, ban hành các thông tư liên quan đến công tác đăng ký thuốc, đẩy mạnh việc cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, đặc biệt với các quy định về hồ sơ gia hạn giấy đăng ký lưu hành thuốc, tổ chức thêm các đơn vị thẩm định độc lập tại các trường đại học y, dược để đẩy nhanh tiến độ thẩm định hồ sơ cấp phép, ban hành điều hành văn bản chỉ đạo điều hành về đảm bảo cung ứng thuốc, đặc biệt các thuốc hiếm khó khăn về nguồn cung. Bộ Y tế cũng đã chỉ đạo thực hiện việc điều chỉnh giá thuốc kê khai lại đối với các mặt hàng do giá tăng khách quan, thực hiện phân cấp toàn diện, phê duyệt thẩm quyền quyết định mua sắm, kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua thuốc cho các cơ sở y tế trực thuộc bộ, đẩy nhanh tiến độ thực hiện mua sắm tập trung thuốc quốc gia, đàm phán giá. Cụ thể, trong năm 2022 đã tổ chức thành công 3 gói thầu thuốc thuộc danh mục đấu thầu tập trung cấp quốc gia, giảm giá 1.418 tỷ đồng so với giá kế hoạch, giảm dần 18%. Đàm phán giá thành công 61 trên 69 mặt hàng thuốc, giảm giá 1.995 tỷ đồng, xấp xỉ 15%. Sau khi được gỡ những vướng mắc nấp thút về đấu thầu mua sắm các thiết bị vật tư, nhiều bệnh viện đã trở lại hoạt động bình thường. Theo giáo sư tiến sĩ Trần Bình Giang, giám đốc Bệnh viện Việt Đức, sau 2 tuần gián đoạn các ca mổ phiên, chỉ ưu tiên ca cấp cứu do thiếu vật tư, hóa chất, bệnh viện đã mổ trở lại bình thường. Hiện tại bệnh viện đã hoạt động bình thường, người dân có thể yên tâm đến khám chữa bệnh với đầy đủ phương tiện. Nghị định 07 và nghị quyết 30 của Chính phủ tháo gỡ được nhiều nút thắt,
giải quyết được các vấn đề mua sắm, đấu thầu trang thiết bị của bệnh viện. Ngay khi được tháo gỡ, bệnh viện đã đẩy nhanh tiến độ đấu thầu, mua sắm trang thiết bị y tế, vật tư, hóa chất. Giáo sư tiến sĩ Đào Xuân Cơ, giám đốc bệnh viện Bạch Mai cho biết, Nghị định 07 và Nghị quyết số 30 của Chính phủ được ban hành rất sát với những khó khăn mà các bệnh viện đang gặp phải và giải quyết được những vấn đề cấp bách trong đảm bảo thuốc, trang thiết bị y tế.